Ukraine muốn trao việc điều tra vụ chiếc phi cơ hãng Malaysia bị bắn rơi cho Hà Lan, tin từ Kiev. Hôm nay, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk của Ukraine nói rằng ông ta muốn trao cho Hà Lan việc lãnh đạo cuộc điều tra chiếc phi cơ MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trong vùng Donetsk. Chính phủ Ukraine và Hoa Kỳ cho rằng chiếc phi cơ bị dân quân ly khai bắn rơi bằng hỏa tiễn của Nga. Thủ tướng Yatsenyuk nói với ký giả ở Kiev trong cuộc họp báo sáng nay rằng bọn khủng bố say rượu trong vùng Donetsk không có khả năng dùng hỏa tiễn hướng dẫn. Theo tin tức ông ta nhận được, những kẻ dùng hỏa tiễn bắn rơi chiếc phi cơ đã được huấn luyện ở Nga. Các nhà điều tra Ukraine đang bị khủng bố ngăn chặn không thể đến được nơi chiếc phi cơ bị bắn, nên ông ta muốn trao trách nhiệm cho các nhà điều tra quốc tế và Hà Lan sẽ lãnh đạo cuộc điều tra này. Trong số 298 nạn nhân của chiếc phi cơ bị bắn rơi, có 193 người Hà Lan.